đậm vô butter nha các bạn. Đó. Đây là thành quả của mình ngày hôm nay đi câu về nha các bạn. Cua xanh không nha, cua này nó gọi là Dungeness. Rồi mình có tất cả là 6 con. Rồi, 6 con này mình bỏ vô trong cái nồi nha các bạn. Ơi chào các bạn nè, coi nè, hôm nay mình đi câu cua nè, được mấy con cua này, 6 con cua ha. 6 con cua. 6 con cua này, bây giờ mình lấy ra để mình xử nó nha. Rồi các bạn nè. Ui, to chưa? Đó, đã chưa? Giờ là hai vợ chồng mình sẽ thử nha. Chào các bạn nha, hôm nay mình đi câu cua vậy nè. Nè, được bán cua rồi. Đó, bây giờ mình có chanh nè các bạn nè. Thấy không? Chanh nè, để mình bắt ra cái muối tiêu chanh nè. Rồi butter nóng nè. Đó. Và đây là những cái con cua này. Nhìn lên bự to chưa các bạn nè. Đó, thấy chưa? To. Đó, nhìn. Đó, những con này này ăn mới sướng nè các bạn nè, thấy không? Thấy đã. Đó, thấy đã chưa? Nhìn nè. Nhìn nè, dây này mới thấy nè. Rồi. Đó, giờ các bạn đây nè, đây cho em con to nặng. Đó, đã chưa? Đó, ăn vậy mới đã. Đó, mình sẽ ăn con này nha. Ok rồi, mời cả nhà nha. Mời các bạn nha. Đó. Giờ mình sẽ vắt chanh vô nha. Chanh vô trong này nha. Chanh vô đây đi. Giờ làm muối tiêu chanh nè các bạn. Đây nè. Ăn cái càng chứ nha. Đây, cái càng này. Bẻ ra coi nó có thịt chưa. Đó, đã chưa. Ui. Bỏ miếng chanh này đây đi. Ngon lắm. Cái này nó cũng mềm lắm. Loại cua này nó cũng mềm lắm. Mình cắn cũng được chứ không cần. Wow, thịt cho các bạn. Đây là cái khúc của cái chân này. Nè. Ăn chưa? Wow, ra nguyên cục thịt. Mời cả nhà nha. Cua này á, là mình câu lên, mình luộc mình ăn liền, rất là ngon. Yeah. Thơm. Thật sự nó thơm chứ nó không phải là hôi nha. Cua mà nó thơm nữa. Wow, chấm vô bơ này nha. Đã quá. Ngon lắm bạn. Cua đây là ăn này, mình lấy muốn ăn mình đi câu cái về rồi mình ăn, nó tươi nó ngon nhỉ. Cái bữa này là cuối mùa rồi nha các bạn, hết rồi. Qua mùa đông là nó cho nó đóng cửa, nó không cho mình đi. Tối nay mình ăn hết này nghe. Hết không? Hết chứ sao không hết? Hết không? Đúng là dân không biết nhậu. Nhấp mời các bạn. Làm miếng đi. Thúc lèo ý tưởng hôm nay trái kiểu. Này nó không phải là rượu các bạn ơi. Nó giống gần giống như nước nước trái cây á. Nó uống cho khai vị thôi chứ nó không phải là rượu. Đó, này, giờ mình bẻ ra này các cua này. Wow. Đó, nó cua cơ gạch xanh nha. Thử ăn cái gạch xanh cho nó ngon. Wow. Wow, ngon quá. Wow. Béo quá mẹ ơi. Chừng. Cắn luôn, khó. Wow, thịt này. Thịt không. Cũng lèo đi tưởng ăn nè, ăn dữ lắm á. Ngon quá. Sống để ăn chứ mày ăn để sống. Thấy không, các bạn thấy không? Cái này nó trốn mình bữa ăn hết. Quá xa ăn. Ừ, ăn quá trời luôn. Bơ nè. Wow. Ăn mà còn. Vậy nè. Nè, con này chấm vô mà nó bơ nó nhiều lắm bạn. Ăn rồi ăn cái vậy á. Wow. Đậu. Đậu.
sáng hút chụp chụp. Ăn vậy nó mới ngon. Ngon quá bạn ơi. Mình ăn tự nhiên nha. Dành nhau đó. Dành nhau đó miếng thịt. Ngon quá. Ăn mà chấm bún. Chấm vô bơ rồi nha các bạn. Mình ăn nhanh không à, túp lè nó tưởng ăn hết. Ăn thì dành, dành nhau ăn. Chấm vô mắm. Ngon chưa? Cũng có gạch được chứ. Gạch của nó, gạch xanh. Ngọt, béo. Ngon. Sao? Đã quá trời. Wow. Ăn như vậy đó mới ngon. Các bạn, mình ăn dùng coi như là đó, chấm vô vậy là ăn luôn. Không dạ. Wow. Thấy bè đi đường ăn mà mình thấy phê luôn. Ăn cua như vậy, ăn dơ vậy các bạn. Mình thích bơ. Muối tiêu chanh. Ngon lắm nha các bạn. Thêm một con nữa các bạn. Đậu anh. Con thứ hai các bạn. Ăn cua là phải lật ngửa nha các bạn. Ăn cua phải lật ngửa nha chứ ăn ăn kia cũng ngon đâu. Trong cái chanh của nó các bạn mút nước đã ngọt.
hai vợ chồng mình cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày vui vẻ. Và các bạn hãy nhấn chuông đăng ký và chia sẻ rộng rãi cho vợ chồng mình nha. Và hẹn gặp các bạn lại một những video tới. Yeah. Xin chào cả nhà nha. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.